Bayern chúc mừng Leverkusen vô địch Bundesliga. Chủ tịch Herbert Henner và giám đốc điều hành Jan-Christian Riesen của Bayern gửi lời chúc sau khi Leverkusen đủ điểm vô địch Bundesliga mùa 2023-2024 sớm 5 vòng. Xin chúc mừng Leverkusen với chức vô địch Bundesliga đầu tiên mang tính lịch sử với câu lạc bộ, Henner nói trên trang chủ Bayern. Danh hiệu này hoàn toàn xứng đáng và là phần thưởng cho một mùa giải xuất sắc và thứ bóng đá tuyệt vời. Mục tiêu của Bayern lúc này là mang danh hiệu trở về Munich. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở mùa giải mới. Riesen thì ca ngợi Leverkusen thể hiện lòng dũng cảm, đẳng cấp, sự ổn định. Có mùa giải hoàn hảo và xứng đáng khi trở thành tân vô địch của bóng đá Đức. Riesen cũng gửi lời chúc mừng tới người đồng cấp Fernando Caro và huấn luyện viên Xabi Alonso, cựu tiền vệ từng khoác áo Bayern giai đoạn 2014-2017. Ông cũng xem việc Leverkusen vô địch là động lực để Bayern làm việc chăm chỉ hơn nữa và không nghỉ ngơi cho đến khi mang danh hiệu trở lại Munich. Mark Eberl, thành viên hội đồng quản trị thể thao của Bayern, cũng gửi lời chúc tới nhà tân vô địch Bundesliga. Leverkusen có mùa giải xuất sắc và Bayern muốn là một trong những người đầu tiên chúc mừng họ, Eberl nói. Đặc biệt xin chúc mừng Alonso, ban huấn luyện và toàn đội. Thứ bóng đá của các bạn đã gây ấn tượng mạnh tại Bundesliga. Chuỗi vô địch của Bayern đã kết thúc, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ nỗ lực để trở lại. Trên sân nhà Bayern hôm qua, Leverkusen đè bẹp Werder Bremen 5-0 nhờ công Victor Boniface, Granit Xhaka cùng hat-trick của Florian Wirtz để giành Bundesliga lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, chấm dứt 11 năm thống trị giải đấu cao nhất nước Đức của Bayern Munich. Trước đó, họ từng về nhì năm mùa 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002 và 2010-2011. Giám đốc điều hành Mark Lenz và Stefan Merkel của GFL, công ty chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động kinh doanh Bundesliga, gửi lời chúc. Ca ngợi Leverkusen đã chơi thứ bóng đá tấn công đáng kinh ngạc suốt mùa và thể hiện sự ổn định ấn tượng. Lenz và Merkel sẽ trao chiếc cúp cho Leverkusen ở vòng hạ màn gặp Augsburg trên sân nhà Bayern ngày 18 tháng 5. Philipp Lahm, huyền thoại Bayern từng 8 lần vô địch Bundesliga, cũng chúc mừng Leverkusen và đồng đội cũ Alonso. Khả năng kiểm soát lối chơi và sự tự tin mà đội đã phát triển dưới sự dẫn dắt của Alonso là rất xuất sắc. Chức vô địch hoàn toàn xứng đáng, cựu hậu vệ người Đức nói. Cựu huấn luyện viên tuyển Đức Jürgen Klinsmann ngưỡng mộ Alonso vì giúp Leverkusen trải qua mùa giải đẹp như truyện cổ tích. Huyền thoại Lothar Matta cũng gửi lời chúc và ủng hộ Leverkusen giành cú ăn ba sau khi đã thắng West Ham 2-0 ở tứ kết lượt đi Europa League và sẽ gặp Kaiserslautern ở chung kết cúp quốc gia Đức ngày 25 tháng 5. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.